Trường Cao đẳng Bách khoa Đà Nẵng và Trường Cao đẳng Khoa học Sức khỏe Saravaket Lào vừa có buổi giao lưu nhân kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào và 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào. Dịp này, 150 cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường Cao đẳng Khoa học Sức khỏe Saravaket Lào đã đến thăm và giao lưu với cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường Cao đẳng Bách khoa Đà Nẵng. Tại đây, các sinh viên nước bạn đã được tham quan và tham dự một số tiết học tại Trường Cao đẳng Bách khoa Đà Nẵng ở các khối ngành sức khỏe và du lịch. Em cảm thấy rất vui vì sự đón tiếp nhiệt tình của nhà trường và các sinh viên Việt Nam khi qua đây. Em được học hỏi rất nhiều điều mới mẻ qua chương trình giao lưu lần này, được tham quan phòng thí nghiệm thực tập cũng như biết thêm về cách đào tạo nơi đây. Trong quá trình xây dựng và trưởng thành, không ngừng mở rộng quan hệ hợp tác với các đơn vị trong nước và quốc tế. Đặc biệt, trong 7 năm qua, Trường Cao đẳng Bách khoa Đà Nẵng đã đạt mối quan hệ giao lưu hữu nghị với Trường Cao đẳng Khoa học Sức khỏe Saravaket Lào thông qua các chương trình thăm hỏi, trao đổi trên các lĩnh vực đào tạo sức khỏe, chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý và giao lưu sinh viên hai nước. Đặc biệt là giữa hai trường là có những cái khối ngành nghề là đồng với nhau là ngành sức khỏe, thì trong đó có ngành dược, ngành y sĩ, ngành điều dưỡng, kể cả trung cấp, kể cả cao đẳng, cũng như là y học cổ truyền và hộ sinh. Thì đó là những cái về chuyên môn thì hai bên giáo viên của hai trường sẽ trao đổi kinh nghiệm. Bên cạnh các hoạt động giao lưu thiên về học thuật, giảng viên sinh viên hai trường cũng đã có nhiều hoạt động giao lưu văn hóa trong dịp này, như tổ chức các hoạt động văn nghệ, trò chơi thi đấu bóng chuyền, cầu lông nhằm thắt chặt tình hữu nghị giữa hai trường.